Cũng trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, đã thăm làm việc tại đồn biên phòng Phúc Sơn, dự ngày hội đại đoàn kết với bà con bản Cao Viều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy. Tại thị trấn Anh Sơn, trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cùng thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đã thành kính làm lễ dâng hoa dâng hương tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào. Tiếp đó, đoàn công tác Trung ương đã vào thăm động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phúc Sơn. Trong thời gian tới, trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phúc Sơn tiếp tục nắm chắc đường lối chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác quốc phòng, bám địa bàn, dự đoán đúng tình hình, cùng phối hợp với cấp ủy chính quyền và các lực lượng địa phương, nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân bản Cao Viều 1, trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả thành tích của nhân dân, đặc biệt là đã duy trì được tình đoàn kết gắn bó keo sơn với nhân dân bản Phôn Mường, nước bạn Lào. Thời gian tới, đồng chí Lê Minh Hưng mong muốn cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm phát triển kinh tế, chăm lo đến đời sống của bà con đồng bào vùng biên giới. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, triển khai các chương trình an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo, quan tâm đến các đối tượng yếu thế. Ban công tác mặt trận bản Cao Viều 1 và bà con tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào tại địa phương, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phát huy dân chủ, cùng chung tay xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.